Xin chào tất cả các anh em. Hiện tại thì Phúc cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng cho cả gia đình của mình rồi. Thì bữa sáng là một cái bữa rất là quan trọng trong cả ngày. Thì sẵn dịp này thì Phúc cũng sẽ chia sẻ tới các anh em một cái sản phẩm thực phẩm chức năng bồi bổ cho cơ thể mà Phúc tin dùng. Đây là một sản phẩm bảo vệ sức khỏe Jaqua Platinum. Thì cái này, sản phẩm này thì Phúc thường để ở nhà. Và mỗi một ngày chúng ta chỉ cần bồi bổ một viên Platinum Jaqua thì sẽ giúp cho cơ thể tràn đầy sinh lực và hiệu quả hơn trong công việc cũng như là đời sống vợ chồng. Và còn một sản phẩm nữa mà Phúc muốn chia sẻ tới các bạn, ngoài dạng viên thì còn một dạng nữa, đó là dạng nước mà đóng gói. Rất là tiện lợi khi mà Phúc đi lưu diễn xa hay là đi công việc ở tỉnh thì Phúc sẽ mang theo để trên xe. Rất là đơn giản, chỉ cần xé ra và sử dụng thôi. Dạng gói như vậy rất là tiện lợi. Jaqua được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, tiêu chuẩn nhà máy GMP, nên Phúc rất an tâm khi sử dụng Jaqua.